Rồi chúng ta sẽ đến đối thủ Úc. Để lô anh này là hơn 1.900, vâng, xấp xỉ 2k. Vâng, anh đánh cái khi gì đây? Vâng, CTC sẽ đánh phòng thủ Ấn Độ. Vào việc. Nhập thành. Vâng, CTC đang đổi quân một cách khoa học để nhanh chóng đưa về cờ tàn. Đây mình vừa đổi quân tượng mạnh, lấy quân tượng cũng là vừa vừa của bên trắng. Bây giờ chúng ta sẽ đổi nốt thôi. Đổi nốt hậu. Vâng. Tên có vẻ không ngại ngùng gì lắm nhỉ. Nốt tốt ăn lên, vâng. Quân mã của mình là mã bất tử. Bây giờ mình sẽ dùng gọi là cuộc tấn công thiểu số vào cánh này. Đẹp luôn. Ở đây trắng lấy mã lấy tốt ăn lên, quân mã này cũng hơi phế. Cái anh lấy mã ăn lên thì đẹp hơn. Rồi, cuộc tấn công thiểu số đã hình thành. Ăn đầy luôn đó. Vào bắt thôi. Cứu được không? Về đấy. Chữ nhá, ở đây mình ăn tượng. Ăn mã vào, lấy tốt này ăn lên. Xe ăn tốt thì xe có thể đưa ra đây. Không tốt lắm, có lẽ cứ chậm lại một chút. Chậm lại một chút đã. Ra xe đấy. Xuống đấy. Làm gì làm đi. Vào đấy. À, giờ chết CTC nhìn ra. Đòn bắt tốt của trắng. Phương này đánh thế nào đây? Không thể tin nổi là trắng lại chui con tượng vào đây. Anh phải dùng bài bẫy này vậy. Vâng, anh đã chạy ngay. Không có CTC của cơ hội. Ăn đấy. Chiếu thì lên đây à? Khó rồi. Đây rồi. Như vậy là trắng cũng vẫn bị lỗi. Mình xong đột hết tốt của trắng rồi. Chỉ còn 22 giây. Cô chiếu hết à? Ăn luôn chứ. Không chiếu hết, vâng. Có vẻ anh không nhìn ra. Không được. Không được rồi. Vẫn thua. Tiếc quá.